Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Liên quan đến việc Israel tiến vào bệnh viện Al-Shifa, thông tin mới nhất về chiến dịch này chính là việc trước khi vào bệnh viện, lực lượng của chúng tôi phải đối mặt với các thiết bị nổ và tay súng. Giao tranh xảy ra sau đó khiến các tay súng bị tiêu diệt. Tuy nhiên, quân đội Israel không cho biết chính xác địa điểm xảy ra giao tranh. Nguyên nhân vì sao chiến dịch này được thực hiện là do Israel cho biết có một trung tâm chỉ huy dưới bệnh viện này và sử dụng mạng lưới, đường hầm để che giấu các hoạt động quân sự và giam giữ con tin. Tuy nhiên, ở phía ngược lại, Hamas phủ nhận thông tin trên. Đáng chú ý, đài phát thanh quân đội Israel cho biết 5 tay súng Hamas đã bị tiêu diệt và vũ khí được tìm thấy bên trong Al-Shifa. Trước đó, ông Milner Albus, tổng giám đốc cơ quan y tế do Hamas điều hành ở Gaza, nói với đài Al Jazeera rằng lực lượng Israel đã đột kích vào phía tây của khu phức hợp y tế Al-Shifa. Ông đồng thời cho biết một vụ nổ dường như đã xảy ra bên trong bệnh viện. Ông bộ Mohammad Zakut, một quan chức cấp cao của cơ quan y tế nêu trên nói, khoa phẫu thuật và khoa cấp cứu bị đột kích đầu tiên. Hamas cho biết 650 bệnh nhân và 5.000 đến 7.000 dân thường khác đang mắc kẹt trong khuôn viên bệnh viện Al-Shifa. Khi lính bắn tỉa và máy bay không người lái của Israel đột kích, trong bối cảnh thiếu nhiên liệu, nước và vật tư, 40 bệnh nhân đã tử vong trong những ngày gần đây. Lực lượng phòng vệ Israel nhấn mạnh, dựa trên thông tin tình báo và nhu cầu hoạt động, IDF đang thực hiện một chiến dịch chính xác và nhắm mục tiêu Hamas tại một khu vực cụ thể trong bệnh viện Al-Shifa. Bên cạnh đó, quân đội Israel khẳng định, chúng tôi có thể xác nhận rằng lồng ấp, thức ăn trẻ em và vật tư y tế do xe tăng IDF mang từ Israel đã được giao đến bệnh viện Al-Shifa. Đội ngũ y tế và binh sĩ nói tiếng Ả Rập của chúng tôi có mặt tại hiện trường để đảm bảo rằng những nguồn cung cấp này đến được với những người có nhu cầu, đồng thời cho biết thêm tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng kể từ khi chiến dịch bộ binh được triển khai đã lên đến 48 người. Israel cam kết tiêu diệt Hamas để trả đũa cuộc tấn công hôm 7 tháng 10. Israel khẳng định Hamas đã giết chết 1.200 người và mất hơn 240 con tin trong cuộc tấn công này. Kể từ ngày 5 tháng 11, cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho biết đã có thêm 200.000 người sơ tán khỏi Bắc Gaza. Cơ quan này nói thêm hiện chỉ còn một bệnh viện ở Bắc Gaza có khả năng tiếp nhận bệnh nhân. Tất cả những nơi còn lại không còn khả năng hoạt động và chủ yếu được sử dụng làm nơi trú ẩn bom đạn. Israel đã kêu gọi dân thường sơ tán khỏi thành phố Gaza và các khu vực lân cận ở phía Bắc. Tuy nhiên, theo IB, phía Nam của Gaza cũng không an toàn hơn là mấy, khi Israel thường xuyên thực hiện các cuộc không kích từ Bắc xuống Nam đánh vào những mục tiêu mà nước này cho là liên quan đến Hamas. Theo Bộ Y tế Gaza, tính đến ngày 10 tháng 11, hơn 11.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra. Về phía Israel, ít nhất 1.200 người đã thiệt mạng, chủ yếu là dân thường mất mạng trong cuộc tấn công ban đầu của Hamas ngày 7 tháng 10. Đáng chú ý hơn thảy chính là việc Al-Shifa và Anwa, hai bệnh viện lớn nhất và lớn thứ hai ở Gaza, cho biết họ đang tạm dừng hoạt động. Đến thời điểm hiện tại, đã có 22 bệnh viện và cơ sở y tế trên toàn Gaza phải đóng cửa vì sự tàn phá của bom đạn, cũng như việc thiếu nhiên liệu để vận hành. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, tình hình hiện rất nghiêm trọng và nguy hiểm, số bệnh nhân tử vong đang tăng nhanh, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Bên cạnh đó, đại diện Quỹ Dân số, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và WHO cho biết các cuộc đụng độ đang diễn ra xung quanh một số bệnh viện ở phía Bắc Gaza. Ông Ahmad Mokhalarati, bác sĩ tại Al-Shifa, cho biết 650 bệnh nhân vẫn còn ở bệnh viện, trong đó có khoảng 100 người đang trong tình trạng nguy kịch. Theo phát ngôn viên Cơ quan Y tế ở Gaza, Asfa Al-Wira, các quản lý bệnh viện Al-Shifa từ chối lời kêu gọi sơ tán của Israel khi không có quy trình thích hợp để đảm bảo rằng bệnh nhân tiếp tục nhận được sự chăm sóc cần thiết. Quân đội Israel khẳng định cơ quan y tế Gaza và ban quản lý bệnh viện Al-Shifa đã được thông báo trước khi quân đội Israel tiến vào bệnh viện này. Israel cũng khuyến cáo bệnh nhân và người dân tránh xa cửa sổ, cửa ra vào cũng như cổng của bệnh viện Al-Shifa. Quân đội Israel cho biết họ nhắm mục tiêu vào một số khu vực cụ thể của bệnh viện này nhằm phá hủy các trung tâm chỉ huy quân sự của Hamas bên trong. Trong tiến trình hành động này, theo phía Israel, các lồng áp, thiết bị y tế và thức ăn, trẻ em dự kiến được chuyển đến bệnh viện. Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Al-Shifa Mohammad Abu Samiya đã chia sẻ một thực trạng rất đau lòng rằng, trong bối cảnh các lực lượng Israel bao vây chặt chẽ, bệnh viện buộc phải chôn các bệnh nhân cùng những thi thể khác trong một ngôi mộ tập thể ở sân bệnh viện. Ông Samiya cho biết thêm rằng,
Trong ngôi mộ đó có 179 người, bao gồm 7 trẻ sơ sinh và 29 bệnh nhân từng được điều trị đặc biệt ở bệnh viện này, song đã không qua khỏi sau khi nguồn cung cấp nhiên liệu của bệnh viện cạn kiệt. Nhà xác cũng không còn điện để hoạt động, những người tử vong nằm ngổn ngang trong khu bệnh viện mà không thể được an táng một cách trang trọng. Liên Hiệp Quốc tin rằng khu phức hợp y tế Al-Shifa này đang là nơi lưu trú của hàng ngàn, thậm chí có thể hơn 10.000 người, gồm bệnh nhân, nhân viên y tế và người sơ tán, nhằm tránh giao tranh ác liệt gần đó. Không riêng dải Gaza hay Hamas, chính Israel cũng đang chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc xung đột đã kéo dài 40 ngày này. Trang Bloomberg dẫn báo cáo từ Bộ Tài chính Israel ước tính cuộc xung đột với Hamas đang khiến nền kinh tế nước này thiệt hại khoảng 260 triệu USD mỗi ngày. Chính phủ Israel đang phải chi nhiều hơn cho mọi thứ, từ vũ khí đến tiền lương cho hàng trăm ngàn quân dự bị. Họ cũng phải bồi thường cho các doanh nghiệp gần biên giới bị ảnh hưởng bởi xung đột, gia đình các nạn nhân và các con tin bị Hamas bắt giữ. Chi tiêu khủng mỗi ngày, nhưng nguồn thu tài chính của Israel đang giảm bởi thất thu thuế, ảnh hưởng từ du lịch, tiêu dùng hộ gia đình cùng nhiều lĩnh vực khác đang sụt giảm. Israel ghi nhận mức thâm hụt ngân sách đến 22,9 tỷ shekel, 5,9 tỷ USD trong tháng 10, tăng hơn nhiều so với mức 4,6 tỷ shekel. Trong tháng 9, Bộ Tài chính Israel nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục hành động trên tất cả các kênh để tài trợ cho các hoạt động của chính phủ, bao gồm tất cả các nhu cầu phát sinh từ xung đột cũng như viện trợ kinh tế và dân sự. Khả năng tài chính vẫn cho phép chính phủ Israel đáp ứng đầy đủ và tối ưu mọi nhu cầu của mình. Bộ này cũng phủ nhận thông tin rằng chính phủ Israel sẽ vay tiền của Ngân hàng Trung ương Israel lần đầu tiên kể từ năm 1986. Mới đây, Bộ Tài chính Israel thông báo nước này đã vay được thêm 30 tỷ shekel, 7,8 tỷ USD kể từ khi xảy ra xung đột với lực lượng Hamas hôm 7 tháng 10. Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ Tài chính Israel cho biết thêm khoảng 16 tỷ shekel trong số này được huy động thông qua các đợt phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, Bloomberg đưa tin Lầu Năm Góc đã âm thầm tăng cường viện trợ quân sự cho Israel nhằm đáp ứng các yêu cầu bao gồm nhiều tên lửa dẫn đường bằng laser cho hạm đội pháo hạm Apache cũng như đạn pháo 155mm, thiết bị nhìn ban đêm, đạn phá hầm ngầm và phương tiện quân sự mới. Không chỉ phải đối mặt với Hamas mà Israel cũng đang đối mặt với một thế lực khác, chính là nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon. Cụ thể, nhóm vũ trang Hezbollah không ít lần giao tranh với lực lượng vũ trang Israel kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra ở Gaza vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, về việc lo ngại Hezbollah sẽ tham gia vào xung đột Israel-Hamas hay không, thì mới đây người phát ngôn của Hamas, ông Ahmed Abdul, cho biết Hezbollah sẽ chỉ can dự sâu rộng hơn vào xung đột Israel-Hamas nếu Hamas bị loại bỏ hoàn toàn ở Gaza. Theo ông Abdul, Hezbollah chưa sẵn sàng tham gia trực tiếp vào xung đột Israel-Hamas, nhưng sẽ leo thang các chiến dịch chống lại Israel trong trường hợp Hamas bị đánh bại hoàn toàn. Ông Hadi cũng cho biết thêm rằng, đối với Hezbollah, thời điểm phong trào ở Gaza bị dập tắt hoàn toàn chính là thời điểm lằn ranh đỏ đã bị vượt qua. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đây mới chỉ là thông tin mà đơn phương phía Hamas đưa ra, còn Hezbollah chưa bình luận gì về thông tin này, vậy nên việc Hezbollah có tham gia vào xung đột Israel-Hamas hay không vẫn chưa thể khẳng định. Thủ lĩnh Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah tuần trước thông báo nhóm này đang đẩy mạnh hoạt động trên mặt trận chống Israel với sự gia tăng về quy mô lẫn số lượng chiến dịch, mục tiêu và vũ khí sử dụng. Quân đội Israel từng cảnh báo Hezbollah về sai lầm nghiêm trọng nếu nhóm này tăng cường tấn công vào lực lượng Israel. Quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt gần 80 tay súng Hezbollah trong các cuộc đụng độ gần đây. Những thông tin quốc tế nổi bật đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Và đừng quên chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.